Quý cô chú anh chị, hiện tại thì Quỳnh Trung đang có mặt tại đình của cụ Nguyễn Trung Trực. Hôm nay là ngày 24, quý cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 25 rồi. Dạ, thì hiện tại Quỳnh Trung đang có mặt tại đình của cụ Nguyễn Trung Trực, quý cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 25, cũng như là cũng đã chính thức để mà vào những ngày chánh lễ của ông, quý cô chú anh chị. Thì hôm nay thì Quỳnh Trung sẵn chuyến mà đưa con đi học á, thì Quỳnh Trung cũng ghé qua đây để cập nhật tình hình cho quý cô chú anh chị mình biết là hôm nay là cái số lượng bà con đến đây tham dự nó đông tới nên là cỡ này được quý cô chú anh chị. Đây là cái hôm qua làm phòng an ninh nội địa của công an phối hợp với những nhà từ thiện, thì họ phát đồ mặn với cô chú anh chị. Dạ, Quỳnh Trung xin chào 12 với cô chú anh chị mình đang xem livestream tại vì cũng kính thưa quý cô chú anh chị, cũng khá là lâu rồi, rất là lâu rồi Quỳnh Trung không có livestream ở trên YouTube. Đa số là Quỳnh Trung làm video rồi Quỳnh Trung up lên thôi. Mà hôm nay thì một cái điều đặc biệt thì Quỳnh Trung phát cái buổi livestream trực tiếp này để gửi đến quý cô chú anh chị mình. Quý cô chú anh chị mình ở xa mà chưa có về tham dự được cái lễ của ông với quý cô chú anh chị, thì quý cô chú anh chị mình có thể đến đây vào cái livestream của Quỳnh Trung để xem buổi livestream này. Những cái chạy nước như thế này quý cô chú anh chị là những cô chú anh chị mình ở bên An Giang qua. Ở An Giang qua. Hello con. Ở lúc này buôn bán sao rồi? Thằng cu an hồi trước là Quỳnh Trung cũng có làm cái chương trình đó mà giúp đỡ cho cu an với lại ngoại á. Rồi ngoại này có bán không con? Ngoại bán đằng kia hả? Sáng bán giờ được nhiêu rồi? Mới ra. Mới ra luôn hả? Thôi tranh thủ bán nha. Tranh thủ bán đi con, rồi tí có gì chú ra chú ủng hộ. Thì bây giờ Quỳnh Trung sẽ mời với cô chú anh chị mình tiếp đến đi đến những hôm nay là ngày đổ bánh xèo với cô chú anh chị. Dạ Quỳnh Trung xin chào quý cô chú anh chị mình đang xem à. Dạ quý cô chú anh chị mình đang xem có thể để lại bình luận giúp Quỳnh Trung, tại vì Quỳnh Trung đi này không biết là cái âm thanh nó có gõ hoặc là có bị gì không với cô chú anh chị, thì có gì cô chú anh chị mình phản hồi giúp lại giùm Quỳnh Trung thì. Bây giờ thì Quỳnh Trung sẽ di chuyển vào phía trong để mà cho quý cô chú chị mình được xem. Đây là cam, cam bà con tập trung về đây để làm nước cam với cô chú anh chị. Sáng nay là đẩy món gì em, món nước gì? Dạ, nước xăm. Xăm không hả? Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Quý quá, dạ. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn. Dạ bữa nay mới thấy con ngoài hả? Vậy là cô biết con hả? Biết. Vậy là nghe tiếng biết hay sao? Ôi chứ quên bật nguyên cái áo trên mình. Dạ cô ở đâu xuống? An Biên. An Biên. An Biên. Dạ vậy là cô chú xuống luôn hả? Dạ. Dạ tí cô chú vô cho có vô trong dùng bánh xèo không? Đang đổ trong á. Dạ vậy hả? Dạ vậy con chúc cô chú đi vui vẻ. Dạ con cảm ơn nhiều à. Dạ. Đây là tình thương của cô chú anh chị mình. Bây giờ Quỳnh Trung sẽ di chuyển vào phía trong thêm một tí nữa để cho quý cô chú anh chị mình đông quá cô chú anh chị nói chuyện mà nó không được luôn, nó ngập thở. Rồi bên trong này là cơm nha. Hôm nay thì cô chú anh chị mình thấy đó là hoạt động hết công suất luôn. Dạ, Quỳnh Trung xin chào quý cô chú anh chị mình đang xem à. Dạ, video bị lỗi hoặc là có gì đó thì cô chú anh chị mình thông cảm giúp dùm Quỳnh Trung, tại vì do cũng đông đó cô chú anh chị. Ôi Quỳnh Trung để cái ly cá đây.
Đây là cô chú anh chị mình cho bún xào hay sao? Dạ. Cái này mình cho cơm á cô? Dạ đúng rồi. Dạ. Đây, thấy cô chú đang phục vụ cơm cho bà con mình. Ai ai cũng dễ thương hết. Dạ, thấy cô, con đang phát trực tiếp luôn đó. Dạ. Có người nhà ở ngoài coi, có người nhà ở ngoài coi là thấy luôn á. Dạ. Dạ. Lù 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 ở đâu? Dạ. Mấy chú lỡ quay mình. Dạ. Ủa vậy là cô mới dọn ra luôn hả? Dạ. Mình đãi cơm với có món gì khác không cô? Còn không phải cô đãi nước suối. Dạ. Một chủ một mà hai vậy. Ly nước rất là ngon luôn cô chú anh chị. Dạ Quỳnh Trung xin chào chị Thúy Quang Nguyễn ạ. Dạ cô chú anh chị mình xem livestream rồi gửi cái dạ cô chú anh chị mình hạn chế gửi cái icon giúp Quỳnh Trung ạ. Tại vì khi mà gửi cái icon đó, những cái icon đó thì cái buổi livestream nó dễ bị spam, nó sẽ dễ bị sập đối với cô chú anh chị. Cô chú anh chị thương tình thì viết tin nhắn để là giúp Quỳnh Trung. Ồ đông quá cô chú anh chị ơi. Dạ Quỳnh Trung xin chào 41 với cô chú anh chị mình đang xem ạ. Cũng lâu rồi Quỳnh Trung chưa có livestream, bởi vì thì khi mà livestream lại thì cũng ít được cái tương tác của cô chú anh chị mình. Sao vậy, sao mà cười dữ vậy? Đụng hàng hả? Livestream mà còn đụng hàng nữa hả? Ai cũng dễ thương hết rồi chú anh chị. Và bây giờ Quỳnh Trung sẽ di chuyển chậm chậm một chút ra ở ngoài phía sau cô chú anh chị. Phía sau đó thì khu vực mà đổ bánh xèo. Ở đây thì cũng có một cái chạy chạy nước đây. Ở đây là mình đẩy nước đá chanh hả cô? Dạ đá chanh với trà đường ha. Dạ. Những ngày này là ai cũng đẹp trai, ai cũng đẹp gái hết. Rồi, tiếp đến thì Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình di chuyển ra phía sau một xíu nữa cô chú anh chị. Dạ, dạ được. Em mới uống ly ngoài kia. Dạ, em uống ly kìa. Em cảm ơn, tí có gì em ra. Dạ. Ô, dạ, dạ. À, sorry ạ. Dạ, tiếp đến thì ra khu vực phía sau với cô chú anh chị. Khu vực phía sau này đông nữa. Hiện tại là bà con khắp mọi nơi đang đổ về. Dạ, với cô chú anh chị mình đang xem livestream á, cho phép Quỳnh Trung xin một cái lượt tương tác à. Dạ, cảm ơn quý cô chú anh chị mình nhiều à. Nà chủ yếu là Quỳnh Trung đi đến cái khâu đó là cái khâu đổ bánh xèo của cô chú anh chị. Dạ, Quỳnh Trung xin chào quý cô chú anh chị mà nè. Có mẹ nè. Tôi nói lên kìa thôi, bước xuống ăn. Để Quỳnh Trung sẽ cố gắng đi ra phía sau để mà hôm nay cập nhật cho cô chú anh chị mình biết là cái khâu đổ bánh xèo ở phía sau của cô chú anh chị. Hôm nay là giống như là ngày nhóm họ vậy đó, cho nên là tất cả bà con ở mọi nơi đang đổ về đây. Một cái không khí thật sự chó ngọt. Dạ cô chú anh chị mình đang xem cho Quỳnh Trung xin một lượt tương tác à.
Rồi ở đây thì khu vực mà mấy cô vẫn đang hoạt động, cũng như là những cái rau củ quả này. Trời ơi, một cái đống rau củ quả như một cái đống núi vậy. Quá khủng. Không phải là một cái đống này không đâu. Phía ở bên kia còn nữa cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị mình thấy đây. Khu vực bánh xèo bên đây nè cô chú anh chị. Đây, trại cơm tập thể số 4 có phục vụ cơm tự chọn và đồ bánh xèo. Không nhận tiền nha với cô chú anh chị. Rồi thì bây giờ Quỳnh Trung sẽ mời với cô chú anh chị mình vô trong đây. Cái khâu quan trọng. Dạ, cho phép con vô nha ông nha. Dạ. Hương đứng nó đợi nổi đi Hương. Còn vẽ nữa. Đây, khu vực đồ bánh xèo. Cái gì đâu ạ? Trước tiên là có một cái đĩa bánh xèo ngon với cô chú anh chị thì không thể nào quên công những cô này nè. Những cô mà lặt ra những cái bó rau đồ cho bà con mình. Đây, vậy công nghệ hiện đại phát triển. Không còn như xưa mà ngồi từng cái bếp ga nữa, giờ xây là chỉ hai người hả cô? Dạ, cái này là bánh xèo chay cô ha. Dạ. Wow. Ở đây thì Quỳnh Trung nhận thấy là khoảng 6 bếp xoay của cô chú anh chị. Dạ, xin chào quý cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình đang vào ủng hộ quá nhiều luôn. Em thấy cô dễ thương. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Hồi trước thì mấy cô chú mình đổ từng bếp, mà bây giờ thì có cái đồ xay này rồi thì nó thuận hơn. Này, đô mạnh mạnh thì ăn hai cái hả chú? Yếu thì 1 cái rồi chú ha. Dạ. Thì mỗi một cái xoay vậy là tầm khoảng 2 đến 3 cô sẽ phụ trách cái việc mà đổ. Sáng là mấy giờ là mình đổ rồi cô? Cô ơi, cho con hỏi sáng mấy sáng mấy giờ là 8 giờ sáng gì là mình mới đổ đây cô ha. Nhân này là nhân tàu hũ với lại củ sắn cô. Củ hũ dừa. Dạ. Là măng và củ sắn. Dạ. Dạ. Cái này là đơn vị mình ở đâu xuống cô? Dạ. Đơn vị mình ở đâu xuống cô? Dạ, ở bên Đồng Tháp qua. Ồ, xa xôi quá. Dạ. Rồi, đang live stream kiểu này mà cô chú anh chị mình ngồi ở nhà chắc là cũng đang đói đây. Ở cô chú anh chị mình có đi đình thì ghé qua cái chỗ khu vực này là bao no luôn. Khu vực này thì khu vực làm nhân nè cô chú anh chị, khu vực làm nhân. Đây là nhân củ sắn. Dạ xin chào ạ. Dạ mà nó thành công xin chào quý cô chú anh chị, mình ở đây là ở thành phố Gạch Giá Kiên Giang thành phố Gạch Giá Kiên Giang của mình. Hiện tại đang có cái lễ hội đó là ngày giỗ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực quý cô chú anh chị. Và năm nay thì đình cũng nhận được một cái bằng, đó là di sản văn hóa phi vật thể, cho nên là năm nay là một cái năm tổ chức có quy mô lớn đối với là tỉnh Kiên Giang và cũng như các tỉnh lân cận khác quý cô chú anh chị. Giờ này như là nắng nó đang dội vô á. Dạ. Dạ, chú là mình cũng bên Đồng Tháp qua luôn hả chú? Dạ. Vậy là trong cái đội của mình là cô chú anh chị mình từ Đồng Tháp. Dạ, ở Dạ, Bình An. À dạ. Còn ở Bình An thành phố Hồng Ngự. Dạ. Cái bánh xèo này thì mình phục vụ bà con trong mấy ngày chú? Dạ, trong 4 ngày. 4 ngày chú ha. Dạ, dạ. Dạ, có nghĩa là 4 ngày là đã qua đình rồi. Dạ, 4 ngày qua đình là dạ 4 ngày đó giờ sau cái khi mình đi về. Dạ dạ. Hôm nay là lễ của ông Nguyễn là mình đi tới hôm nay là ngày hôm qua ngày 24. Dạ. Đi tới ngày 27. Dạ.
Dạ. Năm nay thì chú thấy sao? Rồi thấy cái không khí? Năm nay là thấy là có khi là nhiều hơn các năm. Dạ. Mấy năm trước thì cũng nhiều nhưng mà không bằng năm nay. Dạ, năm nay là để từ bữa là qua từ 23, 24 xuống lên là càng đông. Dạ dạ. Trước. Dạ. À, ngoài cái khu vực này thì chú còn biết ở khu vực nào còn đổ bánh xèo nữa không chú? Dạ, bề trên này cũng có. À, dạ, ở trên kia cũng có. Dạ. Với lại là chỗ bệnh viện đa khoa cũ thì cũng có một đội ở đó nữa. Dạ. Đội của cô chú anh chị mình bên Hòa Hảo, à, cô chú Hòa Hảo. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chú à. Dạ. À, chú ơi, như thế này nè chú, con không biết là ví dụ như là con thấy ngoài kia có để cái bảng là không có nhận tiền á. Thì ví dụ như có cô chú anh chị mình đến đây ủng hộ ví dụ như là nước cốt hoặc là giống như bột bánh xèo rồi thì bên mình có nhận không chú ạ? À? Đây thì là không nhận dặn gì cả, ở tiệm này kia là đem vô để phí cho cô bác ở đây để làm cái này thì cũng có cái nơi người ta nhận. À, dạ, ở đây là đây cái đưa lương thông rồi cái không ai dám nhận. Dạ dạ dạ. Đó, có một cô một người đại diện ra đại diện. Dạ dạ. Đó người ta chỉ dám nhận được. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn chú ạ. À. Dạ. Tại vì nhiều khi đó là cô chú anh chị mình không hiểu đi ngang thấy cái bảng là không có nhận tiền á thì cô chú anh chị đó, mình cũng, thì cũng mình để phí nhưng mà dạ. Cái mình phải có một cái nơi đại diện nào dạ dạ nhận người ta mới được. Dạ đúng rồi chú. Dạ dạ con cảm ơn chú ạ. À. Dạ. Cô chú anh chị mình thấy cái đĩa nhân không? Đĩa nhân là nhìn rất là ngon. Đó. Thì khu vực này có thể là nói là xin lỗi là nghĩa là mới đổ sáng nay thôi 8 giờ cho nên là chắc là có thể là hơi ít bà con thì Quỳnh Trung bây giờ Quỳnh Trung sẽ di chuyển về phía sau. Dạ. Ồ 100 kg gạo. Dạ. Trời ơi. Dạ. Rồi luôn. Buổi sáng này là có thể nói là khoảng 100 kg gạo ấy, nãy cô nói với quý cô chú anh chị. Dạ rồi bây giờ Quỳnh Trung sẽ đi ra phía ngoài cho cô chú anh chị mình được xem cái khu vực ở ngoài còn một cái nơi cũng đang đổ ngoài đó nữa. Bên ngoài thì đang xếp hàng. Ngoài kia thì có một ông lão. Ông lão có một cái máy tóc đanh. Ông cho con quay cái máy tóc đanh ông cái nha. Được không ông? Cái này là bao lâu rồi ông? Bao lâu rồi ông? Dạ. Quá cái lỗ. Thấy đặc biệt quá. Ủa có thẻ mới vô hay căng nha. Thôi tí có gì con ra con trò chuyện với ông sao nha. Dạ con cảm ơn ông. Rồi bây giờ tiếp theo Quỳnh Trung sẽ mời quý cô chú anh chị mình đi ra khu vực phía ngoài. Tại đây có rất là bà con mình vẫn còn đang ở khu vực phía ngoài để đến ăn bánh xèo với cô chú anh chị. Quỳnh Trung nhận thấy ở đó thì có một cái ông lão có một cái mái tóc đanh rất là kỳ lạ luôn. Tuy nhiên thì ông đang làm cái công việc cho nên là Quỳnh Trung cũng không muốn trò chuyện với lại ông nhiều. Rồi bây giờ thì Quỳnh Trung sẽ đi kế tiếp để mà cho quý cô chú anh chị mình được xem ở ngoài này cô chú anh chị mình đổ bánh xèo ngoài này như thế nào. Ở ngoài này thì cũng có khu vực đó là phát phê như quý cô chú anh chị cà phê rồi trà đường cho bà con mình. Trời ơi, ăn bánh xèo mà uống cà phê với trà đường nữa thì thôi rồi luôn rồi. Còn không có gì bằng nữa đâu. Ở phía trước của chú chị mình thấy cái mấy cái chỗ mà có che giải màu vàng á. À, qua cái khu vực bên kia là cái khu vực mà đổ bánh xèo nữa của chú anh chị. Hôm qua thì Quỳnh Trung có đến đây thì thấy là đang phục vụ mà đặt rau đồ kia rất là đông à. Dạ xin chào quý cô chú anh chị mình ạ. Dạ không biết là cô chú anh chị mình xem live hiện tại là cái âm thanh còn rõ không ạ? À? Tại nãy giờ Quỳnh Trung đi
đi quá nhiều cho nên là không biết là có bị mắc sóng hoặc là gớt gì không mà chú anh chị. Quen miếng đó hả? Chứ không quen nhiều hả? Ồ, phía đó cô chú anh chị mình thấy không? À, hiện tại thì khu vực đổ bánh xèo, khu vực này thì lớn hơn cô chú anh chị. Khu vực này là khu vực đại tiệc bánh xèo nha cô chú anh chị. Đó, phía bên đó thì cô chú anh chị mình hôm qua nay vẫn miệt mài với công việc đó là làm lạc gạo của chú anh chị, phân loại gạo. Rồi ở đây thì cái khâu mà khâu quan trọng để gạo một cái chiếc bánh xèo ngon. Rồi cái này là mình xay gạo đó hả chú? Dạ. Dạ nhiên liệu cái này là có gì chú? Cái này là con thấy là bột nghệ con. Dạ bột nghệ chú ha. Dạ. Nó đổ gạo. Dạ. Rồi xay ra bột như thế này. Đổ vào bên đó để mà đánh vô. Dạ. Dạ. Nhân thì gồm có gì chú? Nhân thì củ sắn, rồi củ dừa, dạ. Giá, dạ. Rồi đậu xanh, đậu hũ, dạ. Rồi nước, vậy đó. Có nhà dạ. Không? Nhà dạ. Các bạn nha. Có ở đây thì bà con đem dầu tới nữa nè. Dạ, cái tiếp thì Quỳnh Trung sẽ mời với cô chú anh chị mình cái khâu bên đây. Cái khâu đây là mấy cô sẽ trộn nhân nè, bên đây là có gì điên điển nữa con ạ. Dạ dạ đó, mấy cô đang làm nhân bên đó. Còn khu vực đổ thì bên đó thì hình như là năm nay là Quỳnh Trung thấy là cải cách hết rồi cô chú anh chị, là dùng những cái bếp lò mà xay á để đổ bánh xèo. Chú anh chị mình đến đây thì cứ ngồi xuống thôi. Sẽ có một cái chú ở đây phục vụ luôn. Không kịp luôn rồi. Từ từ ai cũng có phần nhưng mà nó hơi lâu à. Cả tiếng rồi chưa có hả cô? Dạ. Ngồi bàn nó giờ. Kêu ngồi bàn nghe lời ngồi bàn tới giờ luôn. À, ở đây là vẫn xài theo cách truyền thống nè cô chú anh chị, thì một cô sẽ đảm nhiệm ngồi ở đây rồi đổ những cái bánh như thế này từng bếp. 2, 4, 6, 8, khoảng 9 bếp rồi cô chú anh chị. Đó là khu vực bánh xèo của cô chú anh chị. Trời ơi, giành giật nhau luôn, khó thiệt chứ. Khó bên bạn này, cái xèo chắc chưa tới phần ăn rồi. Chờ xíu đi chứ sao giờ. Thấy bây giờ bà dành tao nghiệp. Từ từ cô ơi, từ từ rồi có ăn hết. Rồi tiếp đến thì Quỳnh Trung mời biết cô chú anh chị mình chắc là ra khu vực phía ngoài để cập nhật tiếp cho cô chú anh chị mình xem ngoài đó. Nóng rồi cô chú anh chị, cũng mai là hôm nay là mưa, tại vì hiện tại là đang có bão, mưa như thế này, mà nắng như thế này thì cũng bà con mình đi đường nữa thì nó hơi mệt xíu, nhưng mà cũng được một cái là không có cực, thì nếu mà mưa là sẽ rất là cực đó cô chú anh chị. Wow. Khu vực này là khu vực mà phát đồ chai với cô chú anh chị. Bây giờ dạ, phát đồ chai cho bà con mình đây. Dạ. Quá trời món luôn, cái này giống như là buffet vậy hả? Buffet em ơi.
Dạ buffet luôn hả cô? Nó bên kinh gì vậy? Kinh dạ. Việt Nam hả vậy? Con Quỳnh Trung, con Quỳnh Trung. Quỳnh Trung á hả? Dạ. À, Quỳnh Trung. Nó đó. Đây món ruột nè nè. Dạ. Mít chiên. Mít chiên. Dạ. Rồi bên đây là đồ xào mà con thấy là có cà tối này nữa. Quá trời vô nữa. Dạ. Ở đây là món kho. Dạ. Này đậu kho, đậu hũ kho. Dạ. Đậu cổ, này dưa mắm. Trời ơi nhìn đặc biệt. Cái này dưa đậu. Dạ. Này mà quán cơm chay bình thường ngoài yếu chứ không bằng mấy cô đâu. Thịt gà kho thả ớt chay. Thịt gà quá. Cái này bùi heo kho rượu. Bùi heo kho rượu luôn. Rồi này cô, cái này là đu đủ. À đu đủ quá. Bỏ đu đủ hay sao cô? Mắm đu đủ thôi. Đồ xào thập cẩm. Đồ xào thập cẩm nè. Rồi này là thịt đường tăng luôn. Rồi bên này có canh luôn. Rồi khu vực bên này thì cũng giống như bên kia cô chú anh chị. Nói chung đó là đi đình á thì đường cái là bà con mình rất là thân thiện. À, với lại á là khi mà trò chuyện với là mấy cô chú anh chị mình ở đây á thì một khách hòa đồng. Đây là nấu ổ cháo, nồi cháo rồi chú anh chị. Cái này là mình phục vụ cháo rồi chú. Dạ. Dạ. Dạ dạ được rồi. Tô lấy thảo đi. Dạ, tí con về vô. Đây con review cho bà con mình cái nồi nấu. Wow. Ủa nó sôi lên kìa. Cái này là mình nấu hơi không chú? Nấu hơi bên đó. Dạ, có nghĩa là cái ống hơi nó truyền xuống đây. Dạ. Đơn vị mình ở đâu xuống chú? Hả? Đơn vị mình ở đâu xuống? Đơn vị ở Phú Hữu. Dạ Phú Hữu là bên An Giang á chú ha. Dạ. An Phú An Giang. Dạ. Một cái nồi cháo vậy thì chú nấu tầm bao lâu thì mình ra được cho bà con mình dùng? Cái này đậu khoảng chừng 40 phút đồng hồ á. Dạ, 40 phút rồi chú ha. Dạ. Con thấy cũng đầy đủ á chú, bí rồi rau củ đồ này kia chú ha. Đầy đủ luôn. Dạ. Dạ con xin phép đi ngoài, có gì tí con quay vô con dùng. Dạ, dạ cảm ơn chú. Dạ chú vô ủng hộ dùm nhau. Dạ dạ cảm ơn chú. Dạ rồi rửa chén luôn. À, xin chào bên đây kế tiếp là chú anh chị mình đang vào cái mít này như là để phục vụ làm những cái món đồ ăn cho chú anh chị. Dạ, bây giờ thì để Quỳnh Trung di chuyển khu vực bên ngoài cho cô chú anh chị mình. Kim nào đây bạn? Dạ con Quỳnh Trung. À? Con Quỳnh Trung. Học trường nào đây? Cao đẳng Kiên Giang hả? Rồi rồi xuống đây ăn cơm hả? Là ăn bánh xèo. Dạ con lại đi. À. Rồi bạn chơi đâu không dẫn đi? À, ủa? Rồi với ba nghe có gì chú lịch lại. Con súng này cuộc xuân vậy. Như đống núi vậy này, không biết là khi nào xong nữa. Đây tới 30 coi. Dạ. Vô. Dạ, quý cô chú anh chị mình cho Quỳnh Trung xin một lượt tương tác à. Dạ, hôm nay thì rất là quý báu luôn. Hồi nãy Quỳnh Trung thấy trên màn hình là tầm
70 mấy cô chú anh chị mình đang xem cái buổi phát trực tiếp của Quỳnh Trung, thì rất là quý báu. Quỳnh Trung chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình. Alo. Sóc Sĩ Bay, Sóc Trăng luôn. Hả? Sao anh? Sao? Tí đi em đang quay thì mua được. Xíu gặp có duyên gặp lại. Không có duyên là không gặp lại luôn. Không có gì bằng lội đi đình nữa cô chú chị. Lội lai ga chút xíu là thấy là hết một cái đoạn đường. Nãy giờ thì đi cũng khá là xa, nếu mà thông thường ngày thường thì chắc lội không nổi đâu. Mà đình này rồi thì bao nhiêu lội cũng được hết. Quỳnh Trung sẽ di chuyển trong cái khu vực bên trong này. Đấy, để xem. Một cái nồi. Cái này là đồ canh hả? Dạ, canh chua chị ha. Dạ. Phục chùa canh chua chứ đồ xào cho bà con mình. Heo quay luôn, có heo quay luôn. Dạ. Dạ xin lỗi anh Adam Lê à, tại vì khi nãy giờ em đi với lại là thì khi không có tập trung được cho nên là cái tin nhắn như khi nó bị trôi á. Dạ với lại hồi nãy giờ em thấy cũng ít cô chú anh chị mình nhắn tin á cho nên là chưa có trả lời á, anh Adam Lê anh thông cảm giúp em nha. Dạ bên đây là có thịt kho luôn. Toàn là hải sản, ủa toàn là những cái món đồ ngon hơn của chú anh chị. Dạ anh Adam Lê thông cảm nha, tại vì khi đi cái này đông quá em đi mà em lo nhìn. Giảm cân luôn cô chú anh chị. Đó, khi mà cô chú anh chị mình ăn uống xong xuôi rồi khi mà ra ngoài mà có thấy chóng mặt hay là đau đầu gì đó thì có thể ghé bên điểm cấp phát thuốc miễn phí ở đây là bên Hội Chữ Thập Đỏ của thành phố Rạch Giá Kiên Giang mình để mà xin thuốc uống cô chú anh chị. Rồi, cuối cùng thì bây giờ Quỳnh Trung cũng ra được bên ngoài này rồi. Đây là phát đồ mặn cho bà con mình đó cô chú anh chị. Dạ cô chú anh chị thông cảm giúp con nha, tại vì không biết là cái sao con không thấy tin nhắn ta. Dạ để con xem lại tin, con xem lại cái bình luận của chú anh chị mình, chắc là nãy giờ cô chú anh chị mình bình luận nhiều lắm mà con không thấy đây. Ôi ơi. Tại vì con không thấy cái bình luận nào hết. Thấy chỉ có mấy cái hiển thị mà không biết bị sao nữa. Tại vì lâu lâu á thì Quỳnh Trung mới like chiếm này nè cho nên là cũng không có gành nữa, cho nên là cô chú anh chị mình thông cảm giúp Quỳnh Trung. Dạ chắc là Quỳnh Trung cũng xin phép được kết thúc luồng live. Có gì thì được Quỳnh Trung sẽ điều tiết lại. Đó là mong quý cô chú anh chị mình cũng thông cảm ạ. Quỳnh Trung xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở một cái luồng live kế tiếp ạ. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình.